mãi. Kể từ nay mà chỉ có chiếu đất, có màn trời, có đăng thanh và gió mát để rủ linh hồn mang chức vụ ngàn thu, phong vương vĩnh bụi đời trên trần thế. Mà ơi trước mắt mà một vòng thanh tang thanh thoả, cháu con đang bảo hiệu cho mà đây hướng linh hồn mà hãy có linh tiên con ngủ cho cháu con ngủ mãi. Bình yên chim tu hưởng phước lễ tiên đưa người về cõi vĩnh nhân ta hăng bãi. Cầm hướng lại ba đây đưa nhập linh vô hương vô rồi hướng lại con có lẽ cái ly cõi.